Hello mọi người. Ôi trời ơi. Giờ mình đang đi trong mall shopping mùa Noel. Đây trời. À, chào mọi người trời. Ta vô ta chụp hình trong này, cái dịch vụ chụp hình với ông già Noel. Chụp hình cho mấy đứa. Mỗi mùa lễ thì nó sẽ xây lên Noel hay là gì đó. Đây là hôm nay đông quá nè. Dọn ra ngoài, dọn ra giữa nó bán được chưa? Hôm nay rất là đông vui. Chạy xe bên này thì bên kia có một cái mò nó thẳng vào bên kia, nhưng mà tới đây thì nhiều quá mỏi chân, còn đây là qua bên chạy xe bên này. Qua phía bên kia uống trà sữa, tập mua trà sữa uống. Là
nhớ hồi nhỏ mình hay chơi, nhớ là tuổi thơ. Subscribe và like comment để ủng hộ kênh nha.